Xin kính chào quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc Kia Sorento sản xuất năm 2014, phiên bản máy dầu DATH. Đây là chiếc Kia Sorento 7 chỗ ngồi, máy dầu phiên bản DATH, động cơ 2.2 máy dầu. Chiếc xe này động cơ 2.2 máy dầu form mới, sản xuất năm 2014. Hiện nay đang được chào bán với giá là 720 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Số điện thoại của Dũng Audi là 0855 966 966. Và ngày hôm nay Dũng Audi xin giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Kia Sorento 7 chỗ máy dầu, động cơ 2.2, phiên bản cao cấp nhất của Kia Sorento, form mới. Và đây là ngoại thất của chiếc xe. Sau đó thì mình sẽ đi thêm vào nội thất. Mình xin nói thêm là chiếc xe này là máy dầu động cơ 2.2, động cơ diesel 2.2 thì đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nó đi hết khoảng độ tầm 8 lít dầu thôi, 8 lít dầu cho 100 km đường hỗn hợp thôi, thì không đáng là bao nhiêu cả. 100.000 cho 100 cây số, 100.000 tiền nhiên liệu thôi. Kiểu dáng thì cực kỳ đẹp luôn, chứ không phải nói là đẹp nữa. Đây là form mới rồi, xe đã lên form mới, phiên bản máy dầu 2014, form mới. Và khi lên form mới này thì nó được trang bị thêm rất nhiều tính năng so với cả cái form cũ. Cái bản cũ thì nó có nhiều cái chưa được lên full, nhưng bản này bản cao cấp nhất rồi, rất là đầy đủ. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn giới thiệu cho các bạn xem thêm về chiếc xe này. Đây là quý vị có xem tổng thể, mình quay tổng thể cả nội thất cho quý vị xem luôn ạ. Đây, quý vị có thể chiêm ngưỡng được. Đây là tổng thể của chiếc xe Kia Sorento 2014 máy dầu, bản 2.2 máy dầu, số tự động. Chiếc xe này có màu trắng sứ và nói thật sự với các bạn là quá đẹp luôn. 2014 nhưng xe như mới, chủ xe đi rất giữ gìn. Vâng, bây giờ thì Dũng Audi xin giới thiệu với quý vị chiếc xe này được trang bị những gì. Thì đầu tiên nhìn ở bên ngoài ạ, mình phải nhìn từ bên ngoài trước. Bên ngoài thì xe đây, tiếng cánh cửa quý vị có thể nhìn thấy. Bên ngoài thì xe được trang bị 4 la răng đúc. Mà la răng này thì quý vị nhìn thấy la răng rất đẹp luôn. Và 4 phanh ABS an toàn chống bó cứng. 4 la răng đúc và phanh ABS an toàn chống bó cứng. Tiếp theo là xi nhan trên gương. Xi nhan trên gương. Đèn bi xê lông siêu sáng. Chiếc xe này thì đèn pha của nó cực sáng quý vị nhé. Đèn bi xê lông siêu sáng, đèn rất sáng luôn, buổi tối mới thấy đèn sáng. Đèn gầm rất là đẹp, trang trí rất gầm đẹp. Rồi mặt ca lăng. Và chiếc xe này được trang bị, đây là hệ thống rửa đèn pha tự động. Đây ạ, hai nút rửa đèn pha tự động đây. Khi mà được mình bấm chế độ rửa đèn pha thì cái nút này nó sẽ tự đẩy ra ngoài. Đây, mình dùng thủ công mình kéo, chứ còn nó là sẽ tự động nó đẩy lên. Tự động nó đẩy lên như này và nó sẽ bơm nước lên để rửa đèn pha. Đây ạ, nó sẽ tự động đẩy lên và nó bơm nước rửa cái đèn pha. Đấy gọi là rửa đèn pha tự động hai bên đây. Rồi xe được trang bị cảm biến quanh xe quý vị nhé. Cảm biến cả phía đầu. Đây, mắt cảm biến đây ạ. Các cái mắt cảm biến đây ạ. Đây, mắt cảm biến đây. Cảm biến quanh xe nhé, cả phía đầu xe và đuôi xe luôn. Xe đều có cảm biến. Đây, đuôi xe đây, cả phần đuôi xe cảm biến là đuôi xe đây. Quý vị có thể nhìn thấy cảm biến đây. Yeah. Xe được trang bị màn hình camera lùi theo xe. Đây, camera lùi đây. Đây là mắt camera lùi đây.
máy dầu, có cả gạt mưa sau rất là tiện lợi. Cây gạt mưa sau đây, khi quý vị đi quan sát qua gương chiếu hậu mà thấy nó bụi bẩn khó quan sát đường thì mình bật cái gạt mưa sau lên thì nó sẽ làm rửa sáng cho mình. Đấy là về cái tổng quan bên ngoài, đấy là cái tổng quan bên ngoài của chiếc xe. Thế còn về bên trong của chiếc xe thì nó có thêm những cái gì ạ? Thì mình xin giới thiệu với quý vị các bạn là xe được trang bị, đây, từ ngoài vào trong thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, chỉnh điện cụp điện, ghế chỉnh điện, đây, ghế chỉnh điện, ghế chỉnh điện, nhớ ghế điện. Nhớ ghế là khi quý vị mở cửa tắt máy, mở cửa ghế sẽ tự lùi về sau cho quý vị có một khoảng trống đằng trước để đi ra cho thuận tiện và thoải mái. Khi quý vị ngồi vào ghế và bấm nút khởi động, bấm nút để start top thì ghế sẽ tự động tiến lên đằng trước để vào đúng cái thế ngồi của mình. Đây gọi là nhớ ghế điện. Xe được trang bị cả hệ thống cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, vô lăng tích hợp bàn phím. Rất nhiều các tính năng được tích hợp ở trên chiếc vô lăng này. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Rồi là đề start top. Đây đề start top đây. Điều hòa tự động 3 vùng. 3 vùng điều hòa nhé, tự động và độc lập. 3 vùng điều hòa tự động độc lập. Tí nữa mình sẽ quay. Cái điều hòa ở trên mặt táp lô này thì là đương nhiên rồi, xe nào cũng có. Đây quý vị nhìn thấy táp lô rất đẹp luôn. Táp lô đây, mặt táp lô đây. Mặt táp lô đây rất đẹp. Táp ly đây. Ly bọc da hết quý vị nhé. Đây bọc da hết. Táp lô, đây táp ly bọc da hết rất đẹp luôn. Nội thất thì vân gỗ màu đen, cái vân thì rất là đẹp. Rồi là xe được trang bị 8 túi khí. Xe được trang bị 8 túi khí an toàn. 8 túi khí. 8 túi khí an toàn. Xe này là được trang bị 1, 2, 3, 4, 10 túi khí nhé quý vị nhé. Xe được trang bị 10, xin lỗi quý vị ạ, 10 túi khí ạ. 2 túi khí là một cái ở trên vô lăng, một cái ở bên phụ, là và bên cột, cột đây, bên cột trước, cột trước này, cột giữa này, cột sau. Thế và ở trên ghế nữa đây, và cả trên ghế nữa cũng có túi khí đây, túi khí đây. Thì là quý vị có thể nhìn thấy đây, tức là xe được trang bị 10 túi khí, ghế chỉnh điện, nhớ điện, vô lăng tích hợp, bàn phím, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, rồi là đề start top, rồi 3 vùng điều hòa, rồi cửa sổ nóc toàn cảnh. 3 vùng điều hòa thì đâu, ở đằng trước này, phía đằng trước này thì ở trên táp lô như cấu tạo như những xe bình thường khác. Còn hàng ghế thứ hai thì vùng điều hòa được lắp ở ngay bên cột đây. Đây, điều hòa vùng thứ hai ở đây, bên này thế cũng ở bên cột đây. Đây, và vùng điều hòa thứ ba là nằm ở hàng ghế sau. Đây, quý vị có thể nhìn thấy hai bên. Đây, thế là 3 vùng điều hòa tự động và độc lập với nhau. Rồi cửa sổ nóc toàn cảnh rất là rộng như quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy cửa sổ nóc toàn cảnh đây, cửa sổ nóc toàn cảnh đây. Đấy, thì là những đấy là những cái. Còn ghế, khi mà mình úp cái hàng ghế này, hàng ghế thứ ba xuống, úp hai cái hàng ghế thứ ba, hai ghế của hàng ghế thứ ba xuống thì có đưa cho mình một cái khoang cốp rất là rộng để bỏ đồ. Thế còn để với một thao tác là mình lên rất là dễ đơn giản thôi. Đây. Đây là hàng ghế thứ ba đây, quý vị có thể nhìn thấy đây.
Và có hàng ghế thứ ba cũng để trông chân rất thoải mái nhé quý vị nhé. Để chân là cũng rất là thoải mái bởi vì nó sâu, cho nên là không bị chùn gối, không bị mỏi gối. Và có cả vùng điều hòa đằng sau rất mát. Đấy là cái những cái tính năng và ưu điểm của chiếc xe này. Thứ nhất là được trang bị 10 túi khí, 3 vùng điều hòa độc lập, cửa sổ nóc toàn cảnh, rồi là màn hình, camera lùi, đầu DVD, ghế điện, ghế chỉnh điện, nhớ điện, vô lăng tích hợp bàn phím, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đèn sát tốp. Động cơ xe được trang bị động cơ eco máy 2.0 máy dầu. Đây ạ, nút eco đây, động cơ 2.0 máy eco. Đấy là những cái mà trang bị 10 túi khí quý vị nhé. Và những cái mình được giới thiệu cho quý vị về cái xe này. Xe này là động cơ 2.0 máy eco, diesel, máy dầu, cảm biến quanh xe. Thì chiếc xe này Dũng Audi Ô tô Cố Hải Dương đang chào bán với giá là 720 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2014, form mới, được trang bị rất rất nhiều tính năng hiện đại. Bây giờ chúng ta hãy cùng với cả Dũng Audi kiểm tra về phần kỹ thuật của chiếc xe. Kiểm tra về mặt kỹ thuật thì chúng ta kiểm tra cái gì? Chúng ta kiểm tra về mặt keo chỉ, xem có bị đông xô tai nạn không. Thì đây là về phần chỉ của cánh phụ, cánh trước bên phụ đây ạ. Cái chỉ của cánh phụ đây còn nguyên quý vị nhé, không mất phân chỉ cánh phụ nào, còn nguyên zin. Táp ly rất đẹp luôn, táp lô đẹp, ghế da đẹp. Đấy là chúng ta phải thừa nhận như thế. Vô lăng cần số cũng còn rất đẹp nhé, vô lăng củ số còn rất đẹp. Xe còn nguyên hai chìa khóa theo xe, xe còn nguyên hai thìa chìa khóa theo xe, màn hình còn chưa bóc ni lông. Đấy. Thế tiếp theo là chỉ cánh sau bên phụ. Đây là chỉ cánh sau bên phụ đây. Quý vị có thể nhìn thấy chỉ cánh sau bên phụ cũng còn nguyên. Quý vị nhé, chỉ cánh sau bên phụ cũng còn nguyên đây. Không mất một phân chỉ nào luôn. Không mất một phân chỉ nào. Táp lô đẹp, táp ly đẹp. Đây táp ly đây, táp ly cánh sau bên phụ đây cũng còn rất đẹp. Bọc da hết, da không có bạc, có sờn gì cả. Xe quá đẹp luôn. Về phần đuôi xe. Đây. Về đinh mặt, đinh tán còn nguyên quý vị nhé, đinh tán ở hai bên sườn còn nguyên ạ. Keo ở phần này, đây là cái phần keo này, keo người ta bôi vào đây để cho tránh nước chui vào cái khe. Đây là ghép mối của hai cái tôn vỏ và cái tôn cột. Đây là cột, phần cột và đây là phần vỏ, hai cái ốp vào nhau thì người ta phải bôi cái lớp keo ở giữa này để tránh trường hợp nước mưa. Tránh trường hợp nước mưa nó chui vào giữa hai cái kẽ tôn này và nó nằm ở trong đấy, nó đưa cả rác rưởi bụi bẩn vào, rồi nước mưa vào nó sẽ mục, tôi gọi là gì, từ trong chỉ ra. Thì người ta phải bôi một lớp keo này. Đây keo còn nguyên nhá, keo còn nguyên, đấy là gọi là keo. Và đây là chỉ, chỉ cũng còn nguyên. Đây là keo, keo là những cái keo bôi vào giữa giáp danh ghép mối giữa các tôn khung và tôn vỏ. Thế còn đây là chỉ, chỉ đây là chạy viền quanh để chống ồn. Cái chỉ này các bạn bảo là cái chỉ nó tạo ra làm gì? Chỉ nó tạo ra để nó ôm vào cho nó khít, nó tạo chống độ ồn, độ rung, độ giật. Nó là một như kiểu một lớp đệm cao su, nó mềm nhưng mà lại không quá mềm, nó có độ đàn hồi vừa phải. Đây, ốc cốp chưa ra quý vị nhé, ốc cốp còn nguyên zin. Đây, ốc cốp còn nguyên zin hết, chưa mở bất cứ một con ốc nào. Đinh tán còn nguyên, keo chỉ còn riêng zin, không mất một phân keo chỉ nào. Về phần cốp đít. Thế còn đây, đây là bộ đồ mở lốp sơ cua và bộ kích như mới quý vị nhé, còn mới tinh, cứ vẫn đang nằm đây mới tinh luôn. Đây còn lốp dự phòng thì được treo ở dưới gầm đây, lốp dự phòng được treo ở dưới gầm đây. Cũng là la răng đúc luôn, cũng là la răng đúc luôn quý vị nhé, cũng là la răng đúc luôn. Thế tiếp theo thì chúng ta đi đến phần cánh sau bên lái. Đây là chỉ của cánh sau bên lái, chỉ xịn zin 100%, không mất một phân chỉ nào quý vị nhé. Chiếc xe này là tự tay mình đi mua,
và tự tay mình kiểm tra về chất lượng của xe. Cho nên là mình không cần phải kiểm tra trước nữa, mà bây giờ mình đã kiểm tra trước khi mua rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu lại cho quý vị, quay cho quý vị xem thôi. Đây ạ, chỉ cánh lái đây ạ, còn nguyên si, không mất một phân chỉ nào luôn. Đây quý vị nhìn thấy đây, còn nguyên zin hết. Đấy. Thế bây giờ còn phần nội thất thì tí nữa mình sẽ giới thiệu sau. Thế còn bây giờ quý vị hãy cùng với mình kiểm tra cái phần khoang máy, khoang động cơ và phần keo chỉ phía cabo và phần đầu xem có bị va chạm gì không. Đây, xe được trang bị hệ thống thủy lực đỡ cabo. Thì về phần cabo, quý vị có thể nhìn đây, ốc cabo còn nguyên. Ốc cabo còn nguyên chưa mở, ốc cabo còn nguyên chưa mở quý vị nhé, cả hai bên quý vị có thể nhìn thấy. Ốc cabo còn nguyên chưa mở. Về phần chỉ cabo cũng còn nguyên zin. Về phần chỉ cabo đây cũng còn nguyên zin hết. Đây, chỉ cabo đây còn nguyên zin hết quý vị nhé, không mất một phân chỉ nào. Cabo chưa ra, cốp đít chưa ra. Bốn cánh cột kèo keo chỉ còn zin hết. Đinh tán còn nguyên zin đây. Xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Đinh tán còn nguyên zin đây. Đây, về phần má xe còn nguyên zin quý vị nhìn. Má xe còn nguyên zin. Đây, phần má bên này đây. Đinh tán đây. Chỉ có lớp vết bụi của thời gian thôi, đinh tán còn nguyên. Đây về phần má đây. Khoang máy đấy là về phần ấy, về phần đầu xe cũng còn nguyên, keo chỉ còn nguyên zin hết quý vị nhé. Keo chỉ đây, chỉ đây. Còn nguyên zin hết. Nó hơi ngược sáng quý vị, hơi khó xem nhưng nguyên zin hết đây. Về phần đầu thì cản trước các thứ là nguyên zin nhá. Xe là đây ạ. Quý vị nhìn đây. Máy dầu động cơ 2.2 máy eco. Xe máy dầu cực kỳ sạch sẽ luôn. Máy số zin. Quý vị nhá, máy số zin. Zin từng con ốc ạ. Máy số zin, zin từng con ốc quý vị nhé. Chưa mở ốc máy nhá, máy còn nguyên. Máy còn nguyên luôn, chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Đấy, quý vị nhìn thấy đây. Đấy, cho nên là mình xin giới thiệu quý vị chiếc xe này là nguyên bản 100%, zin 100%, không lỗi nhỏ, keo chỉ zin. Máy số zin. Chưa ra máy. Đấy là mình nói về cái chiếc xe này. Thì bây giờ quý vị hãy cùng mình trải nghiệm. Đây là cái bên ngoài và những cái mà kiểm tra xung quanh thân vỏ chiếc xe. Bây giờ về phần vận hành và chạy thử chiếc xe này thì như thế nào. Thì đầu tiên mình nói đến cái ghế điện. Xe này được trang bị ghế điện, ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện thì các bạn biết chỉnh thế nào rồi. Nhớ ghế điện. Thì đây, nhớ ghế điện là như thế nào quý vị ạ. Khi mình bước vào xe thì chưa vấn đề gì, rất rộng nhé. Cái ghế nó lùi về sau rất rộng quý vị ạ. Nhưng mà khi mà mình bấm khởi động thì ghế đấy quý vị ạ, mình bấm khởi động thì cái ghế tự nhiên nó chạy lên đúng cái tầm chân của mình luôn. Mình đã chỉnh một lần và nó nằm ở chế độ nhớ, và khi mình chỉnh lên thì nó tự động nó về cái vị trí đấy. Đó là một cái đấy gọi là nhớ ghế điện. Thế còn cửa sổ nóc thì cửa sổ nóc đây. Cửa sổ nóc thì cửa sổ nóc toàn cảnh và nó có hai cái để mà đóng. Mình đây. Quý vị có thể nhìn đấy. Đây là cái tấm, đây là tấm chắn nắng. Bấm vào cái là tấm chắn nắng tự động vào. Rồi. Bây giờ chúng tấm muốn mở tấm chắn nắng để mà nhìn bên cảnh mà vẫn không bị mưa ướt thì đây là cái tấm chắn nắng tự nó chạy đây. Rồi. Còn muốn mở cửa sổ nóc thì quý vị bấm vào đây. Rồi. Cái cửa sổ nóc thì quá là rộng luôn quý vị ạ. Cửa sổ nóc thì cực rộng luôn. Đây ạ. Đây cửa sổ nóc đây rất rộng nha quý vị nhé. Nó đóng bạt nhưng bây giờ mình sẽ mở bạt ra. Mở cái tấm chắn nắng và cửa sổ nóc ra. Đây quý vị nhìn thấy đấy. Trên đầu là trời xanh. Cảm giác rất là thoải mái. Xe được trang bị màn hình
cả DVD, đầu DVD này, màn hình này, rồi là điều hòa tự động, có nút cắm các thứ luôn, đầy đủ, vô lăng tích hợp bàn phím. Thế còn bây giờ quý vị hãy cùng mình, động cơ eco nhé quý vị nhé, đây ạ, máy eco đây, máy eco nó thể hiện ở đây, trên đồng hồ cũng máy eco, đây máy eco, trên đồng hồ nó cũng hiển thị động cơ eco. Xe hiện nay đang ở 4,7 vạn, xe hiện nay chạy 4,7 vạn ạ. Xe sản xuất năm 2014 và chạy 4,7 vạn, tức là một năm đi có 1 vạn thôi, một năm chạy khoảng 1 vạn. Và hiện nay chiếc xe này đang báo là, quý vị có thể nhìn thấy cái chữ xe service in và cái cà lê đây, và 67.379 km, tức là xe này bây giờ đang ở 4,7 vạn, và đến 6,7 vạn thì xe cần bảo dưỡng, tức là bảo dưỡng gì, là thay dầu thay mỡ, rồi là kiểm tra các bi trục đấy, tức là chạy còn 20 vạn nữa, à còn 2 vạn nữa, xe còn chạy 2 vạn nữa thì mới cần, 2 vạn nữa thì mới cần gọi là bôi dầu bôi mỡ, rồi là thay dầu thay mỡ, gọi là vào kiểm tra, đến chu trình kiểm tra của nó. Và đây là đồng hồ hiển thị eco, tức là động cơ eco đã được kích hoạt. Trên xe không báo một lỗi gì, không báo bất cứ một cái đèn cảnh báo nào hết, đúng không ạ? Không báo bất cứ một cái đèn cảnh báo nào. Xe hiện nay đang là 4,7 vạn. Còn cái cà lê này quý vị đừng tự hiểu lầm là báo lỗi, không phải, nó báo là xe nên kiểm tra, xe nên được kiểm tra khi ở 6,7 vạn. Đấy. Thì mình nên đưa vào kiểm tra, rồi thay dầu, thay nhớt, rồi là các thứ, gọi là đến lúc gọi là bảo dưỡng. Thì cái đấy này, được bảo dưỡng này thì bảo dưỡng định kỳ ngắn hạn thôi, thì là chỉ thay dầu, thay mỡ các thứ, rồi kiểm tra xem là lốp láp, rồi đồng thời là đổ thêm dầu phanh, dầu phiếc nếu như mà thiếu. Đấy. Đấy. Bây giờ máy đang nổ như vậy nhá, máy dầu nhưng nổ rất êm. Máy dầu và nổ rất êm. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình chạy thử chiếc xe này, trải nghiệm chiếc xe này. Thì xe hiện nay đã, máy đã nổ, máy dầu nhưng nổ rất êm luôn. Rồi. Khi mình chuyển sang chuyển số, khi mình chuyển số thì quý vị nghe tiếng tạch một cái, khi mình chuyển số vào D thì quý vị nghe tạch một cái, tức là hệ thống cửa đã được khóa để bảo vệ an toàn cho người ngồi trong xe, tránh trường hợp bị trẻ con vô tình hoặc là như thế nào ấy, vô tình mở mất cửa nhau ra ngoài, thì khi chuyển số cái là xe tự động đóng cửa, khóa chốt cửa. Mình nhấc chân phanh được, cái xe đã lao đi rồi, quý vị có nhìn thấy chưa? Tức là máy rất bốc và nổ rất êm. Máy rất bốc và nổ rất êm luôn. Gầm bệ thì khá là ok nhé. Đường này đường bê tông, cái chỗ này, khu vực này là đường bê tông. Để thử xe, chạy khá là ok quý vị. Rồi. Hệ thống lái rất là nhẹ quý vị nhé, lái rất nhẹ luôn. Cho so với một chiếc xe máy dầu, trợ lực dầu thì lái thế này, với tốc độ như này là quá nhẹ luôn. À, mình đề ba xem số chuyển có đều không nào. Mình đề ba lên. Số chuyển rất đều quý vị nhé. Mình đang chạy tốc độ 60 km/h. Và vòng tua hiện giờ là 1.500 vòng trên 1 phút, 1.600. Tốc độ đang lên. Và vào cua, đó, bây giờ nó đang 70 cây, mình giảm tốc độ một chút xuống 60 cua cho nó an toàn. Xe này được trang bị hệ thống cân bằng điện tử, chống trơn điện tử mà. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cung đường xấu để kiểm tra gầm. Mình đi vào cái cung đường xấu để kiểm tra gầm xem nó gầm bệ có chắc chắn hay không. Xe được trang bị 10 túi khí, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đè start top, cửa sổ nóc toàn cảnh. Rồi, đường rất là xấu quý nhé. Đường cái này là đường của chỗ người ta làm đá. Gần chỗ mình có một cái chỗ khu cái xưởng người ta làm đá xẻ. Đường xe tải, xe công chở đá vào rất là nặng, nó phá cái đường này toàn ổ gà, ổ voi thôi. Nhưng mình chuyên lấy cái đường này để thử gầm. Đấy, quý vị nhìn đấy, vào ổ voi đấy mà chỉ nghe tiếng lốp thôi. Đấy, thì quý vị có thể hiểu.
số tự động, động cơ 2.0 máy eco, xe sản xuất năm 2014, được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại cho một chiếc Kia Sorento 7 chỗ gầm cao, máy dầu bản cao cấp nhất. Và hiện nay Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương đang chào bán với giá là 720 triệu đồng. Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Quý vị nào chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ thì nó hiện lên cái quả chuông, thì quý vị bấm vào quả chuông một lần nữa để nó hiện lên hai cái dâu ở trên đầu quả chuông. Đó có nghĩa là quý vị sẽ nhận được thông báo mỗi lần mình đăng clip về một chiếc xe, mình quay chi tiết và mình đăng lên thì quý vị cũng nhận được thông báo. Mình live stream báo giá trực tiếp toàn thể xe đang bán tại bãi, quý vị cũng nhận được thông báo. Quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nhận được thông báo. Tránh trường hợp quý vị xem lại những video cũ thì tìm được cái xe mình thích thì lại bán mất rồi, thì quý vị luôn luôn là người cập nhật nhanh nhất những cái xe mình đang giao bán ạ. Quý vị có thể trực tiếp alo cho Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Mình sẽ trực tiếp tư vấn, trực tiếp bán hàng, trực tiếp tư vấn cho quý vị nên mua xe gì, giá cả như thế nào, với cái nhu cầu của quý vị, với mức giá tiền của quý vị và với cái mục đích sử dụng của quý vị, Dũng Audi sẽ trực tiếp tư vấn và bán hàng cho quý vị. Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0855 966 966 là số hotline của Dũng Audi, để tránh cái trường hợp là mua qua trung gian, qua cò kéo để mất thêm tiền của quý vị và ảnh hưởng uy tín của nhà mình. Quý vị ạ. Vâng ạ, Dũng Audi ô tô Cũ Hải Dương xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng. Với Dũng Audi, ô tô của nhà mình bán ra có 4 tiêu chí: pháp lý đảm bảo, chất lượng hàng đầu, giá cả cạnh tranh và uy tín tạo nên thành công của Dũng Audi. Dũng Audi một lần nữa cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Dũng Audi trong suốt thời gian qua và thời gian sắp tới. Xin trân trọng tri ân toàn thể quý vị khách hàng. Hẹn gặp lại quý vị khách hàng ở video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.